Xin Hi, chào. this is Charles Đây là Hoskinson, Saxony Hopping broadcasting Sơn đang live phát sóng from trực warm tiếp sunny từ Colorado Colorado. Và luôn ấm always áp. Warm, always sunny, sometimes Colorado. Today is May 17th, 2024. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2022. Tôi đang làm một video để nói về một trong những chủ đề yêu thích của chúng ta. Chà, có một bài đăng thú vị trên Reddit mang tiêu đề Hoskinson và sự khiêm tốn. Thật khó để đưa ra những lời chỉ trích mang tính xây dựng đối với một thiên tài. Nhưng tôi tin rằng đó là lợi ích tốt nhất của cộng đồng các đa nô và tương lai của giao thức nhằm giúp Saxony Hoskinson hiểu được bản chất, tầm quan trọng và giá trị của sự khiêm tốn. Đầu tiên, chúng ta đừng nhầm lẫn sự khiêm tốn với sự đoan trang. Saxony Hoskinson là một người tử tế, ông ấy là một công dân tốt. Ngoài ra, chắc chắn rằng ông ấy xứng đáng nhận được sự tín nhiệm to lớn vì đã tham gia xây dựng và phát triển giao thức các đa nô. Nhưng khiêm tốn lại là một điều khác. Đó là khả năng thừa nhận những luận điểm có thể có giá trị của những người có quan điểm khác mình. Và ông ấy liên tục gặp rắc rối về vấn đề này. Ông ấy là một người có đầu óc toán học, luôn coi mọi quan điểm đều có cơ sở logic toán học. Điều này dẫn đến quan niệm sai lầm rằng các quan điểm khác nhau luôn có thể so sánh được một cách hợp lý. Sau đó, ông ấy ứng dụng khả năng suy luận đáng gờm của mình để đi đến sự thật. Nhưng trong cuộc sống, thế giới vật chất và chính trị không phải là toán học. Thế giới thực rất lộn xộn và thường những quan điểm khác nhau sẽ dẫn đến những kết luận khác nhau. Ví dụ, đối với tôi, việc có súng trong nhà đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ tử vong do tai nạn cho một người nào đó trong gia đình tôi, đó là một tuyên bố đúng. Đối với Saxony, quyền sở hữu súng có trách nhiệm là một quyền và là biểu tượng của quyền tự do cá nhân, đó cũng là một tuyên bố đúng. Hai quan điểm này không thể được rút gọn thành một so sánh logic duy nhất. Chúng là những cách khác nhau để nhận thức cùng một thế giới vật chất. Điều cực kỳ quan trọng là không nhầm lẫn ý tưởng của chúng ta về thế giới với thực tế của thế giới. Việc đầu tiên liên quan đến nhận thức và quan điểm. Điều thứ hai là không thể biết chắc chắn. Khoa học và toán học giúp chúng ta thích một số ý tưởng về thế giới chính xác hơn những ý tưởng khác. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ cho những quan điểm khác nhau. Saxony Hoskinson không chỉ là một người có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Mặc dù điều đó là đúng, nhưng ông ấy cũng là người mà mọi người tìm đến để hiểu không chỉ giao thức các đa nô mà cả những quan điểm thúc đẩy và gắn kết cộng đồng các đa nô lại với nhau. Tuy nhiên, vai trò này đòi hỏi rất nhiều sự khiêm tốn, sự hiểu biết rằng không ai, kể cả chính mình, được miễn trừ khả năng nhận thức sai thực tế. Thay vì dựa vào sự khiêm tốn để công nhận và đưa ra các quan điểm khác nhau để thảo luận khi các đa nô gặp phải những trở ngại chính trị từ các nhà hoạch định chính sách thiếu hiểu biết, đây chính là điểm mấu chốt của nó. Các nhà hoạch định chính sách thiếu hiểu biết, để đáp lại video của tôi mà tôi đã làm về ông Biden. Hoskinson ngay lập tức tấn công. Được rồi, bạn thấy đấy, điều đó thực sự không đúng. Và đây là lý do tại sao tôi làm điều này, với những lý lẽ hợp lý nhằm chứng minh ông ấy đúng còn họ sai. Đây là một vấn đề đối với toàn bộ cộng đồng các đa nô vì nó miêu tả toàn bộ dự án như một đám trẻ bướng bỉnh tin rằng chúng biết rõ hơn. Và vì vậy, thay vì nhìn thấy giá trị trong các lập luận của Hoskinson, những người khác có xu hướng chỉ coi là một cơn giận dữ. Không, bạn thấy nó theo cách đó, nó hoạt động theo cả hai cách và chúng ta sẽ bàn về nó sau. Tôi không mong đợi Hoskinson sẽ lắng nghe tôi, nhưng có lẽ ít nhất ông ấy cũng sẽ chú ý đến tác giả vĩ đại người Mỹ Samuel Clemens, người đã từng nói, không phải điều bạn không biết sẽ thu hút bạn. Đó là những gì bạn biết chắc chắn. Nhưng không phải vậy. Và hãy nói về vấn đề này với sự tôn trọng đối với chính quyền ông Biden và các đảng viên Đảng Dân Chủ theo sau chính quyền đó. Ngành của chúng ta đã trải qua nhiều năm hấp dẫn trò chơi công bằng. Chúng tôi đã thảo luận với Nhà Trắng, Chủ tịch CFTC, các ủy viên của SEC phát biểu trước Quốc hội, viết hàng chục bức thư ngỏ, tổ chức hàng chục cuộc họp chính sách và ăn tối riêng với các thượng nghị sĩ và dân biểu. Trong khi tất cả các cuộc thảo luận đó đang diễn ra, bạn có chiến dịch Checkpoint 2.0, nơi có nỗ lực có hệ thống để giải ngân cho các công ty crypto. Sau đó, bạn có Robinhood nhận được thông báo của Gels, Coinbase nhận được thông báo của Gels, Uniswap nhận được thông báo của Gels, Kraken nhận được thông báo của Gels.
Biden nhận được thông báo của Gales. Bạn có nhận thấy xu hướng ở đây không? Các bạn họ không có thông tin sai. Khi ông Biden tranh cử Tổng thống vào năm 2020, ông đã thỏa thuận với Elizabeth Warren để bà bỏ học và ông sẽ trao cho bà quyền kiểm soát chính sách ngân quỹ trong nước. Và nếu bạn nhìn vào những người trong Bộ Tài chính và những người điều hành các cơ quan ngân khố, nhiều người trong số họ đã được lựa chọn cẩn thận bởi Elizabeth Warren, một người nhiệt thành chống cờ crypto, không có đàm phán, không có đối thoại, không có sự khai sáng. Chúng tôi đã cố gắng như một ngành công nghiệp. Chúng tôi đã dành nhiều năm trong ngành để tương tác với những người này theo cách khiêm tốn nhất có thể. Nói về những thứ như giao dịch ngân hàng cho người không có tài khoản ngân hàng, sự công bằng, quan hệ chủng tộc, sự phân biệt đối xử và sự công bằng. Đây là những vấn đề cốt yếu rất quan trọng đối với các đảng viên đảng Dân Chủ cấp bậc và đảng Dân Chủ. Chúng ta đã nói về phân biệt đối xử về nhà ở, phân biệt đối xử về tín dụng, minh bạch tài chính và yêu cầu các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm kế toán 3 lần. Chúng ta đã nói về rất nhiều chủ đề khác nhau, như bảo mật mạng ở Hoa Kỳ và sự cần thiết phải nắm bắt ngành này vì mục đích đó. Và bạn biết những gì, những người có lý trí, như 60 thượng nghị sĩ vừa mới bỏ phiếu cho một nghị quyết chỉ trích SEC, thực sự lắng nghe và thật dễ dàng để thảo luận với họ. Nhưng chính quyền này, đặc biệt vì những thỏa thuận mà nó đã thực hiện, đã quyết định khẳng định rằng crypto về cơ bản có hại cho người dân Mỹ. Họ đã quyết định rằng 53 triệu người Mỹ, bất kể chính trị và sở thích của họ, về cơ bản là mềm yếu. Nhiều tội phạm tham gia vào hoạt động bất hợp pháp của tôi, những người mà tôi đã biết trong nhiều năm lâu hơn hầu hết các bạn đã làm trong ngành này hiện đang bị giám sát chặt chẽ, vào tù vì vấn đề thuế 10 năm sau khi ông ấy từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. CZ là một người bạn khác của tôi đang ở trong tù, và có những người khác. Đây không phải là chuyện liệu chúng tôi có thể thuyết phục được mọi người hay không. Chính quyền ông Biden ở đây là bên vô lý. Họ đã quyết định và đang nói dối. Chúng tôi sẵn sàng thương lượng. Hãy tham gia với chúng tôi. Không có cách nào để đăng ký. Không có cách nào để tham gia và mục tiêu là loại bỏ toàn bộ ngành. Gán cho mọi người là tội phạm và giao toàn bộ ngành cho các ngân hàng như BlackRock và những ngân hàng khác. Đây không phải là vấn đề khiêm tốn. Đây không phải là vấn đề hạ thấp bản thân hay hiểu rằng một vấn đề có nhiều mặt. Đây là vấn đề mà lãnh đạo của một trong hai đảng chính trị lớn ở Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định chính sách có ý thức nhằm gây chiến với một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Có nhiều người nghe mà ghét ông Trump, là đảng viên đảng Dân Chủ, cho rằng ông Trump là mối đe dọa cơ bản đối với nước Mỹ. Và nếu tái đắc cử sẽ trở thành Hitler tăng lực. Đó không phải là điều chúng tôi đang nói ở đây. Chúng ta đang nói 100% về cái giá chính trị mà một chính trị gia phải trả khi phản đối crypto. Nếu lấy một cuộc thăm dò ý kiến giới trẻ, phần lớn thanh niên ở Mỹ đều theo chủ nghĩa tự do. Phần lớn Gen Z và Millennials thiên về bên trái hơn là bên phải. Phần lớn những người thuộc thế hệ Z và Millennials thực sự là những người ủng hộ crypto. Khi bạn xem xét quyền sở hữu crypto, phần lớn là Gen Z và Millennials ở Hoa Kỳ, 53 triệu người đó phần lớn ủng hộ crypto. Và đây là thực tế chính trị khắc nghiệt thực sự. Nếu có hậu quả từ việc ủng hộ một quan điểm chính sách, ủng hộ súng, chống súng, ủng hộ phá thai, chống phá thai, ủng hộ Israel, chống Israel, bất kể nó có thể là gì, và những hậu quả đó dẫn đến việc bạn thua trong cuộc bỏ phiếu thì những người kế nhiệm bạn sẽ tiết chế lập trường của họ. Sau 4 năm gắn bó liên tục, chứng kiến những người bạn tốt vào tù, theo dõi tất cả các sàn giao dịch trong ngành của chúng ta và giờ là lĩnh vực để phi, phải hứng chịu những vụ kiện tốn kém hơn hàng trăm triệu đô la mà họ sẽ phải trải qua bất kể điều gì. Dù thắng hay thua vẫn trả hàng trăm triệu USD, chứng kiến SEC trong một số trường hợp thực sự bị các thẩm phán khiển trách vì hành vi sai trái và Thượng viện khiển trách họ và Quốc hội khiển trách họ. Với việc vị Tổng thống này nói rằng bất kể họ làm gì, ông ấy sẽ phủ quyết nó sau khi chứng kiến và những thứ tương tự xảy ra. Tại vấn đề khiêm tốn có điểm gì so với vấn đề chính sách không thể thay đổi? Nếu vị Tổng thống này mất việc và crypto là người quyết định, thì sẽ không có đảng viên đảng Dân Chủ nào tranh cử vào năm 2028 phản đối crypto. Đó là một sự thật. Bây giờ,
Ai biết được ông ấy sẽ thua ai giờ FK. Ông Trump đó không phải là điều chúng ta đang nói ở đây. Khi nói về chính trị, tôi không nói về các vấn đề xã hội, quyền sở hữu súng, chính sách thuế, bất động sản, địa chính trị hay liệu chúng ta có nên ở Ukraine hay không. Những gì chúng ta nói từ chiếc micro này là crypto bởi vì bạn biết không, đây là ngành giải phóng nhân loại. Và cuối cùng, chúng ta sẽ có một cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra, trong đó một đảng đã đưa ra quyết định rằng crypto nên bị tiêu hủy trong hệ thống của Mỹ. Hoa Kỳ nên đóng cửa crypto và họ đang thực hiện điều đó bằng hành động. Nếu bạn không thể nhìn thấy nó, hoặc nếu bằng cách nào đó bạn nghĩ rằng nó cũng giống như vậy dưới thời chính quyền ông Trump, thì bạn đang không chú ý và những thành kiến chính trị cá nhân của bạn đang cản trở tính khách quan của chính bạn. Bạn có thể nhìn vào sự phản đối rõ ràng, sự thù địch, số lượng vụ kiện, thực tế là nhiều doanh nghiệp Mỹ đang rời bỏ và ra nước ngoài. Và bạn có thể thấy tất cả những nỗ lực nhằm cố gắng đoàn kết và gắn kết mọi người lại với nhau trên cơ sở lưỡng đảng. Cơ sở đã bị đè bẹp bởi một nhánh hành pháp hoạt động quá mức. Bây giờ, nếu nhánh đó thua cuộc bỏ phiếu vì lập trường chính sách này, cả hai đảng sẽ hiểu rằng giới trẻ yêu cầu crypto và phản bội niềm tin đó của công chúng sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc bỏ phiếu. Bây giờ, tôi hoàn toàn công nhận và đồng ý rằng đây là cuộc bỏ phiếu thử thách nhất trong cuộc đời tôi. Bạn có hai tổng thống đang tranh cử, một cựu tổng thống và một tổng thống hiện tại, và cả hai đều đã già, rất hay gây tranh cãi và không phù hợp với chức vụ. Đó là lý do tại sao tôi tán thành giờ FK, vì người dân Mỹ xứng đáng có được điều gì đó khác biệt, bất cứ điều gì khác biệt, của hai tệ nạn nữa. Chúng ta nên nói đến việc chữa lành đất nước thay vì làm hại nó. Nhưng chúng ta đang ở nơi chúng ta đang ở. Các cuộc tranh luận tổng thống có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Tôi nghĩ họ đã đồng ý vào ngày 27 tháng 6. Rất có thể phiên tòa xét xử ông Trump sẽ kết thúc vào tuần trước và ông ấy thực sự có thể là một tội phạm bị kết án và đang ở trong phòng giam trong suốt cuộc tranh luận. Ở nơi tôi lớn lên, các đối thủ chính trị bị bắt trong các cuộc bỏ phiếu thường là điều mà Nga, Trung Quốc và các nước Cộng hòa chuối thường làm. Nhưng đó là tình trạng của một quốc gia chúng ta. Đó không phải là một tình huống thoải mái. Mọi người đều tức giận. Mọi người đều nói những điều cực kỳ gây chia rẽ. Và mọi người đang phóng đại quan điểm. Chúng ta đã sống qua 4 năm dưới thời chính quyền ông Trump. Hoa Kỳ đã không chết. Bây giờ chúng ta đã gần trải qua 4 năm dưới thời chính quyền ông Biden. Hoa Kỳ vẫn chưa chết. Cả hai chính quyền đều gây tổn hại cho Hoa Kỳ về nợ quốc gia, chính sách đối ngoại, an toàn và bảo mật cũng như sự thịnh vượng chung của người dân Mỹ. Đây là sự thật, đây là thực tế khách quan. Và chúng ta, những người dân Mỹ, xứng đáng có được sự lãnh đạo tốt hơn. Chúng tôi xứng đáng có hệ thống tốt hơn. Vào thời điểm tất cả chúng ta phải cắt giảm ngân sách và thắt lưng buộc bụng, chúng ta không nên cho phép chính phủ đề xuất ngân sách 7,3 nghìn tỷ đô la, trong đó mọi cơ quan hành chính đều tăng ngân sách hàng năm thay vì cố gắng sống trong khả năng của mình. Chúng ta không nên tài trợ cho tất cả chủ nghĩa phiêu lưu này. Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên sẽ tiếp tục làm điều này nếu họ giành chiến thắng. Và tôi không có nhiều sự lựa chọn về nó. Tôi có thể bỏ phiếu cho giờ FK và tôi sẽ làm như vậy. Tôi đã quyên góp tiền cho ông ấy và chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu ông Trump hoặc ông Biden thắng, với tư cách là một doanh nhân crypto sử dụng gần 1.000 người trên khắp thế giới, sống ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và muốn tạo việc làm ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tôi phải hỏi điều gì là tốt nhất cho ngành của mình. Dưới thời chính quyền ông Trump, chúng tôi đã thành lập và xây dựng các đà nô. Dưới thời chính quyền ông Biden, toàn bộ ngành đang có chiến tranh với chính phủ Mỹ. Đó là sự khác biệt. Rõ ràng. Tôi có những ưu tiên ở đây và tôi không muốn thấy chính quyền ông Biden thứ hai, trừ khi và cho đến khi ông ấy đảo ngược các chính sách đã gây tai hại cho chúng ta. Nhưng ông ấy sẽ không làm như vậy vì ông ấy không nghĩ rằng việc đó sẽ gây ra hậu quả hoặc tổn thất chính trị. Và vấn đề là, nếu chúng ta tạo ra một cái giá phải trả và hậu quả chính trị để ông ấy mất đi một trong những căn cứ cốt lõi mà ông ấy cần để giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử, ông ấy sẽ nhận ra rằng mình phải tiết chế lập trường của mình.
Ông ấy sẽ nhận ra rằng luật lưỡng đảng giúp tạo ra sự rõ ràng về quy định cho ngành công nghiệp crypto là cần thiết và ông ấy cần phải tham gia vào việc thực hiện điều đó để chúng ta có thể trở lại trạng thái bình thường và quay trở lại công việc xây dựng tương lai. Ông ấy sẽ nhận ra rằng các vị trí của mình đang khiến Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la. Bạn có thể nói những điều này với sự khiêm tốn. Và chúng tôi đã tồn tại với tư cách là một ngành trong nhiều năm và vẫn tiếp tục làm như vậy. Một bức thư ngỏ vừa được gửi tới diễn giả Johnson và lãnh đạo thiểu số Jeff Fries nhằm phác thảo luật cụ thể của Hạ viện nhằm tạo ra một khuôn khổ pháp lý toàn diện cho ngành công nghiệp crypto. 60 công ty, từ Circle đến Coinbase và tất cả các công ty trung gian, đã ký vào bức thư ngỏ đó để ủng hộ luật pháp thông thường. Đó là thành phần khiêm tốn, những người tốt thức dậy mỗi ngày để đưa ra lý lẽ, đưa ra những con số, đào tạo mọi người và đấu tranh vì điều đó. Thành phần không khiêm tốn, bất chấp tất cả những điều đó, là nói rằng mọi giao dịch bằng crypto về cơ bản là Hamas được tài trợ, như Elizabeth Warren và nói những điều thiếu trung thực như hãy đăng ký khi không có đường dẫn hoặc sự rõ ràng để làm như vậy. Bất cứ khi nào sự rõ ràng được tạo ra, việc đưa nó ra khỏi ngành, giống như Ethereum là chứng khoán sau đó không phải là chứng khoán, là đi ngược lại sự rõ ràng. Đó là sự thiếu khiêm tốn và tôi hiểu rằng những người ủng hộ điều đó có thể sẵn sàng bào chữa cho hành vi đó. Bởi vì bạn nghĩ rằng có những quan điểm chính sách khác trong cuộc bỏ phiếu này quan trọng hơn. Nhưng với tư cách là một doanh nhân crypto, người tin rằng công nghệ này là công nghệ quan trọng nhất để giải phóng nhân loại khỏi những xiềng xích mà chúng ta hiện đang mắc phải và bảo vệ chúng ta khỏi những tiêu cực của toàn cầu hóa đang gây ra cho chúng ta. Tôi không nghĩ chính phủ Hoa Kỳ có thể giải quyết các vấn đề của chúng ta nữa. Trường hợp tốt nhất là họ tránh xa chúng ta với tư cách là công dân. Chúng ta có thể tự giải quyết chúng. Ngành công nghiệp của chúng ta được sinh ra dựa trên những nguyên tắc tự do đó. Chúng ta sẽ đi theo con đường riêng của mình. Chúng ta sẽ tự kiếm tiền. Chúng ta sẽ là ngân hàng của riêng mình và chúng ta sẽ cùng nhau thành công. Không phải vì họ bị chĩa súng vào đầu hay bị buộc phải ở đây, mà vì họ chọn ở đây và tin rằng chúng ta cùng nhau có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đó là những gì chúng ta đã làm. Và tất cả những gì chúng ta yêu cầu chính phủ không phải là tiền hoặc trợ cấp, chúng ta vừa nói. Hãy tránh đường và để chúng ta làm những gì chúng ta cần làm để xây dựng điều gì đó một cách liêm chính. Thay vào đó, họ không chỉ cản đường chúng ta mà còn tuyên bố rằng 53 triệu người Mỹ tin vào điều này là tội phạm và nên im lặng. Nép vào góc và giao chìa khóa cho người khác chính những người mà chúng ta đang cố gắng thoát khỏi để bắt đầu. Đó có lẽ là vụ cướp lớn nhất mà nước Mỹ từng thực hiện, thậm chí còn vượt xa vấn đề COVID. Nơi hàng nghìn tỷ đô la được chuyển từ người nghèo sang người giàu. Đó là hành vi cướp đi tương lai chung của chúng ta cũng như những gì còn sót lại về phẩm giá và sự tự do của chúng ta với tư cách là con người. Đó chính là ý nghĩa của cuộc bỏ phiếu này. Cho dù ông Trump có tham gia hay không, hay ai khác, chúng vẫn gây chia rẽ đến mức chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải dừng hoạt động. Sự khác biệt lớn sẽ là liệu nhánh hành pháp có tiếp tục được trang bị vũ khí chống lại ngành công nghiệp crypto hay liệu nó có nhẹ nhàng hơn một chút để cho chúng ta khoảng thời gian quan trọng mà chúng ta cần để thu hút 53 triệu người Mỹ và biến nó thành 200 triệu người Mỹ hay không. Thế hệ các nghị sĩ, thượng nghị sĩ và tổng thống tiếp theo sẽ là những người thuộc về crypto và sẽ không thể tưởng tượng được việc tắt công nghệ này. Giống như mỗi người trong số các bạn đang nghe hôm nay sẽ nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ không thể thông qua luật để loại bỏ Internet và trục xuất nó khỏi Hoa Kỳ. Nhưng có một thời điểm vào đầu những năm 90, những cuộc tranh luận này đã được tổ chức bởi vì những người điều hành chương trình hồi đó không hiểu. Không quan tâm hoặc nghĩ rằng việc tấn công một mạng lưới như thế này sẽ gây ra những hậu quả chính trị. Ngày nay, nó đã ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu không có nó. Đó là nhiệm vụ của ngành này và tất cả những gì chúng tôi cần là thời gian và sự ủng hộ của mọi người. Vào năm 2024, tất cả những gì tôi yêu cầu là bỏ phiếu cho crypto. Vậy đấy, nếu đó là một ứng cử viên ủng hộ crypto, thì việc họ là đảng viên đảng Dân Chủ,
Đảng Cộng Hòa hay Độc Lập cũng không thành vấn đề chỉ cần bỏ phiếu cho họ. Và nếu họ chống crypto, hãy bỏ phiếu chống lại họ và thể hiện rằng điều bạn quan tâm là một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Mỹ. Hãy cho mọi người biết rằng điều bạn quan tâm là tiền bạc một cách chính trực. Hãy cho mọi người biết rằng điều bạn quan tâm là sở hữu dữ liệu và danh tính của riêng bạn. Thực sự có ví của riêng bạn và bạn chỉ muốn chính phủ loại bỏ hệ thống mà chúng tôi đã xây dựng. Nếu có đủ các bạn làm điều đó và hậu quả đủ lớn, mọi chính trị gia sẽ nghe thấy bạn một cách rõ ràng và đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Họ sẽ rời xa bạn vì họ hiểu hậu quả của việc đó. Nếu đó không phải là sự khiêm tốn, thì bạn biết không, tôi xin lỗi, nhưng ai đó phải có can đảm để nói ra điều đó. Ai đó phải có can đảm để chiến đấu vì nó. Hãy tin tôi, điều này không hề dễ dàng. Nó không có lợi cho tôi. Mục tiêu trên lưng tôi, nó gây tổn hại cho tôi về mặt nghề nghiệp và cá nhân. Nhưng có một số điều trong cuộc sống đáng để đấu tranh. Và tôi đã đủ lớn, đã sống đủ cuộc đời và đã đi đủ nơi để nhìn thấy một thế giới không có tự do. Luôn luôn, bất kể hậu quả cá nhân và nghề nghiệp của việc nói ra suy nghĩ của mình với cộng đồng, bạn đừng bao giờ ngại đấu tranh cho tự do. Đó là những gì chúng ta đang làm ở đây và chúng ta thực hiện theo cách riêng của mình với mã code, với giao thức và với cộng đồng. Và đến năm 2024, hãy bỏ phiếu cho crypto. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.